Okay, this low box, you bought from the store. Low box, you yes. You can re-roll it. Re-roll? Đây là các bạn mình mua cái củ cải trắng này nè. Mình có thể re-roll, mình có thể trồng lại. Đó, mình cắt ra này, mình trồng lại. Ngâm vô nước đó, và nó sẽ mọc rễ ra. Đó. Mình sẽ re-roll cái này. Đó. Mình sẽ bỏ vô nước. Rồi mình bỏ tí xíu nước vô đây. Rồi mình sẽ để lên đây. Rồi mình bỏ thêm một vài cái hột, một cái hột baking soda các bạn. Đó. Mình sẽ trồng nó.